Quý vị đã bao giờ gặp trực tiếp một cuốn bách khoa toàn thư sống hay chưa? Người dường như sinh ra là để chinh phục. Hoàn toàn có thật bằng trí não của con người. Đã chính thức đưa cầu truyền hình của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 97 cuộc chung kết về với môi trường của mình. Thắng nhiều thế không ngại à? Đúng như anh nói là rảnh quá thôi chứ còn giỏi quá thì chưa đâu ạ. Đó là Hà Việt Hoàng. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn theo dõi Vy Talk. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một người được mệnh danh là siêu trí tuệ Việt Nam. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bách khoa sống toàn thư, một trong những thí sinh xuất sắc nhất của đường lên đỉnh Olympia. Tốt nghiệp loại giỏi trường đại học bách khoa sau 5 năm dưới mái kinh sử và đó chính là... Hey! Em nghĩ gì khi mà người ta nói đường lên đỉnh Olympia là chương trình toàn tuyển nhân tài trong lúc ấy? Quan trọng nhất là nó giúp mình kiếm được tiền. Hiểu biết của mỗi người nó kiểu nó chỉ như là một cái hạt cát ở sa mạc. Chỉ mong là bạn gái của em sẽ xem được video clip này và cảm giác oppa. Thì em có những cái nguyên tắc riêng mà không bao giờ được động đến. Lúc nào trong đầu em cũng muốn tìm hiểu cái gì đấy. 1883. 1883. Em mua đất Black hay là penthouse? Em mua penthouse rồi. Hai bên hoa. Trời, ba điều mọi người thường biết về em. Vui tính hoạt ngôn và năng lượng. Ba chương trình truyền hình mà em đã từng tham gia. Đường lên đỉnh Olympia, siêu trí tuệ, ai là triệu phú. Ba kim chỉ nam trong cuộc sống. Kim chỉ nam mà em hay dùng nhất Google Maps. Nếu mà đi ô tô để có thêm GPS, không có thì em dùng là bản. Tuyệt vời em ra thôi. Thật tuyệt vời. Mời đi, mời đi. Nếu như mà mọi người theo dõi YouTube của mình thì mọi người sẽ biết là series Universe is Uni chúng ta có Hà Việt Hoàng trong vai trò là... Cái gì nhỉ? Cái gì song tử ấy? Để biết thì mọi người hãy xem lại clip nhé. Đúng rồi. Và bên cạnh đấy thì trên chương trình Ai là Triệu Phú thì Hoàng cũng là một cố vấn. Nói chung là cái gì Hoàng cũng làm được, cái gì Hoàng cũng biết. Hoàng rất là giỏi và mới tốt nghiệp bằng giỏi của bách khoa nữa sau những lần trượt giải kích và thi lại. Cây tư nhờ. Chị nói thế, thực sự là chị nói thế em không nghĩ đấy là em luôn. Nghe nó cái kiểu gì, đúng rồi. Người mà đau to múa lớn đúng không? Đúng. Kiểu em nghĩ là em là Hoàng hết. Chứ mà đấy, với cái khác nghe nó cao siêu quá. Đúng à. Trong tất cả những cái vai trò mà em đã từng tham gia thì vai trò nào mà em cảm thấy ấn tượng nhất? Đương nhiên là thí sinh của Olympia rồi. Kiểu đấy nó là cái bắt đầu của mọi cái bước đi tiếp theo của em. Ai là người truyền cảm hứng cho em thi Olympia? Cái cuộc thi đầu tiên em xem là vào năm 2005, hồi em 5 tuổi. Đấy là cuộc thi chung kết Olympia thứ 6. Có một cái điều hay đấy là cái anh quán quân của năm thứ 6 tên là Lê Vũ Hoàng, chúng tên với em. Thì em có nói với mẹ em là sau này con cũng sẽ giống như anh Hoàng đấy. Mẹ em nói lại là ừ, con chỉ cần được đi thi tuần là mẹ vui rồi. Xong kiểu em kiểu ơ kìa, tức là mình phải có một lòng tin chứ đúng không? Đúng. Thế là từ lúc đấy cho đến năm 2016 khi mà em tham gia Olympia là 11 năm em, có, em nuôi cái tình yêu đấy. Thì nhỏ em có được gọi là thần đồng hay em có một cái gì đấy nó đặc biệt không? Hồi đấy thì mẹ em nói là em biết nói tiếng Anh từ năm 2 tuổi rưỡi. Hồi đấy là bố em kể là có một tờ báo có biết đến em và có muốn về viết một cái phóng sự về em, năm đấy em 3-4 tuổi gì đấy. Nhưng mà bố em không cho. Tại sao lại muốn viết về em? Kiểu ý là cũng thần đồng này kia, em ghi nhớ số điện thoại rồi ghi nhớ biển số xe các thứ ấy. Thế xong bố em không cho, tại vì bố em muốn là em kiểu được phát triển học hành bình thường thôi ấy, chứ không muốn nổi tiếng sớm quá. Nói chung bố em là một cái tượng đài luôn. Đến bây giờ em nghĩ em vẫn chưa vượt qua bố em được. Về tri thức. Đúng vậy, tại vì ngày xưa là bố em từng tốt nghiệp bằng xuất sắc ở bên Liên Xô. Wow. Thế như là biết là bố mẹ có vai trò như thế nào trong việc mà phát hiện cái tài năng của em và khuyến khích em theo đuổi được học không? Ngày bé thì em rất là thích ham học hỏi, em ham học hỏi em hỏi rất nhiều. Nhưng mà bố em có một cách trả lời mà ngày xưa thì em tức lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại nó cũng hay. Đấy là bố em sẽ nói những cái gì mà khó quá thì bố em sẽ chỉ giải thích qua loa thôi. Và những cái gì mà kiểu nó dễ, bố em sẽ không trả lời. Bố em sẽ nói là cái này con tự tìm hiểu được, thì con thử tìm hiểu đi. Và sau đó thì kiểu em thì rất là háo thắng mà, kiểu ok, challenge accepted đấy, kiểu đấy. Em sẽ tìm hiểu các thứ và sau đó em sẽ nói lại cho bố em biết là em biết cái gì về nó rồi. Thì bố em sẽ nghe và bố em kiểu ok, sẽ công nhận những cái đúng. Và bố em sẽ bảo là đây còn những cái này là con phải tìm hiểu thêm. Tức là hoàn toàn bố em sẽ không đưa cho em một câu trả lời mà em phải tự tìm hiểu cái đó. Tức là rèn cái tư duy là mình phải cố gắng mình làm. Đúng, phải chủ động học hỏi các thứ. Hiểu. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một thí sinh. Chào mừng bạn Trần Khánh Vy đến từ trường... Sinh! Có thể okay. Hiểu rồi chứ, biết sao trường rồi. Sinh, vâng. Tạm chấp nhận. Rồi. Ngày hôm nay được đứng ở đây với tư cách là thí sinh thì bạn đang cảm thấy như thế nào ạ?
em cảm thấy à vâng, chúng ta bắt đầu phần thi khởi động. Đây. Phần thi khởi động của bạn Khánh Vy bắt đầu. Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của cố nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về dòng sông nào? Sông Đà, à, sông Hương. Cho bạn 5 điểm. 1989, Reputation, Lover là những album. Taylor Swift. Wow, ok, bạn có thêm 10 điểm. Montague và Capulet là hai dòng xuất hiện trong vở kịch nào của William Shakespeare? Romeo Juliet. 10 điểm tiếp theo. Theo sự tích dân gian Việt Nam, tên gọi của loài cây nào bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng Thượng Đế không nghĩ ra được tên để đặt do nó tới muộn nhất trong buổi ban tên cho các loài cây cỏ? Cây xương rồng. Cây leo. Cây thì là... Vâng. Bệnh ca là tên gọi khác của nhóm bệnh nào? Bệnh ung thư. Wow. Mã phản hồi nhanh là tên đầy đủ của loại mã vạch phổ biến nào hiện nay? QR code. Ghê. QR là gì ạ? Quick response. Tuyệt vời. Xứng đáng có thêm 10 điểm. In which country can you find the Leaning Tower of Pisa? Italy. I-T-A-L-Y. 10 điểm. À, tên ở nhà của MC Hà Việt Hoàng có nghĩa là vẹn. Cái tên vẹn này bắt nguồn từ đâu ạ? À, đúng luôn. Vâng, con vẹn nó mang lại cho bạn 10 điểm. Bộ phim công chúa đầu tiên của Disney là bộ phim nào? Đó là Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tên gọi của phép bình phương trong tiếng Anh được gọi theo tên của loại hình học nào? Bình phương. Không ạ. Ôi. Bình phương. Square. Hình gì ạ? Hình vuông. 10 điểm. Hình thức giải trí xuất phát từ Nhật Bản nào có tên gọi được ghép được hai từ là Okesutora và Kara, nghĩa là không cần ban nhạc? Ok. Không cần ban nhạc. Không cần ban nhạc. Oh yeah. Nhưng mà ghét mà. Ok. Vị vua cuối cùng của lịch vua sử Trung. 10 điểm. Khi ăn đồ mặn thì huyết áp của con người sẽ tăng lên hay giảm xuống? Tăng. Rồi, rất tuyệt vời. Và phần thi khởi động của bạn kết thúc. Bạn đã trả đúng 11 trên 14 câu và bạn có được 105 điểm. Câu đầu tiên tính 5 điểm nữa, cậu trả lời sai lần đó. Chán à? Kinh chán này à? Rồi, hỏi thẳng đáp thật. Em sẽ phải trả lời những câu hỏi của chị một cách thẳng thắn nhất. Em nói đi, tại sao em lại thi vào Bách Khoa? Em luôn khuyên các em của em là phải chọn ngành trước rồi mới chọn trường, đúng không ạ? Hợp lý, đấy, nhưng mà em chọn trường trước, tuyệt vời. Thực ra là vì hồi bé, bố em thì ngày xưa cũng rất thích Bách Khoa nhưng mà vì nhà nghèo nên là phải chuyển học quân sự. Thế nên là ngay từ khi mà em còn chưa nói rõ, em đã nói với mọi người là con sẽ học đại học Bách Khoa. Là Bách Khoa đấy. Bách Khoa. Đấy, hoàn thành được cái giấc mơ ba đời nha em. Còn khi mà em vào Bách Khoa thì nó hết mơ rồi. Ba điểm không thích. Ba điểm Hà Việt Hoàng không thích. Giải tích 1, giải tích 2 và giải tích 3. Em trượt 3 môn đấy. Trời em mạnh nhiều lắm chị ạ. Trường em nổi tiếng các môn ạ. À đúng rồi. Chị cũng xin giới thiệu với em là trong chương trình thì có một chàng trai gọi là cố vấn. Cố vấn của chương trình này đã từng xuất hiện trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam với vai trò là nhà thông thái của chương trình Ai Là Triệu Phú. Và vào trong vòng chung kết của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia nhưng mà bị trượt giải tích. Tại mẹ em cũng chưa biết là em học lại đâu, nhưng mà em học lại. Nhưng mà kỳ sau em sẽ học lại môn đầu tiên. Giải tích ạ. Test Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Hà Việt Hoàng. Nhưng mà mặc áo Olympia. Chính xác. Thử thách của Hoàng đó là trả lời chính xác trong thời gian này tới thời gian này môn nào đang trị mình. Và thời gian chị cho em là từ năm 1938 tới năm 1945. Nhất trí. 1127 tới 1138 là vô lý thần tông. Chính xác. 1224 tới 1225 nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam là Lý Chiêu Hoàng. 1433 tới 1442 vua Lê Thái Tông, vị vua thứ hai của nhà Lê Sơ. Chi tiết ông qua đời gắn liền với án thảm án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. 1883 1883 gắn liền với lại tích 4 tháng 3 vua tứ Nguyệt Tam Vương, vua Dục Đức làm vua 3 ngày, vua Hiệp Hòa làm vua 4 tháng và cuối cùng là phải đưa vua Kiến Phúc lên ngôi. Wow! 1925 đến 1945, vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam bảo đại tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Chị xin lỗi Thành, chị vẫn cứ nhớ Nguyễn Thụy Vĩnh Phúc. Câu trả lời của em là bảo đại ạ. Vâng. Bạn vừa phát hiện ra điều gì thế ạ? Là bạn ấy nói Vĩnh Phúc, thế là tự dưng em nhớ nhầm tên của vua Bảo Đại là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy thì thành Nguyễn Thụy Vĩnh Phúc. Vâng, tôi cũng không biết là trong tình huống này thì... Em hãy kể cho chị tất cả những vị vua họ Trần mà.
Trần Thái Tông 1225-1258, Trần Thánh Tông 1258-1278, Trần Nhân Tông 1278-1293, Trần Anh Tông 1293-1314, Trần Minh Tông 1314-1329, Trần Hiến Tông 1329-1340, Trần Dụ Tông 1340-1369, Trần Nghệ Tông 1370-1372, Trần Duệ Tông 1372-1377, Trần Phế Đế 1377-1388, Trần Thuận Tông 1388-1398, Trần Thiếu Đế 1398-1400. Bay ơi. Không, đây là cái chữ đại em thích nhất nên là em có thể đọc được hết những cái đấy. Chứ sao em sang cái bộ não này có thể chứa rất nhiều thông tin của nhiệt trời. Em nghĩ gì khi mà người ta nói đường lên đỉnh Olympia là chương trình toàn tuyển nhân tài cho nước Úc? Chỉ có một quán quân là nhận được suất học bổng toàn phần của Australia. Và cái việc bạn ấy cống hiến ở đâu và cái hướng đi như thế nào là việc của bạn ấy. Không có bất kỳ một cái sự ràng buộc nào cho cái việc 143 người còn lại có xuất ngoại hay không. Mà nhiều khi cái việc tham gia Olympia nó là cái đam mê, nó là cái niềm vui, là cái sở thích. Cái việc cống hiến cho nước Úc này kia nó là một cái nhận xét nó hơi phiến diện ấy. Thế là em thường thường là em rèn luyện kiến thức kiểu như nào? Em đọc sách đúng không? Đúng, em đọc sách khá nhiều. Một cuốn sách em recommend cho mọi người. Thực ra em thì em có hai thể loại sách mình thích đọc. Một là tiểu thuyết, đặc biệt là trinh thám. Và hai là những cái cuốn sách liên quan đến bách khoa toàn thư. Em thích đọc những cái quyển khái quát. Tại vì là từ những cái chi tiết khái quát đấy mình sẽ chủ động tìm hiểu những thứ mà mình muốn. Còn về tiểu thuyết, đặc biệt là trinh thám thì em muốn đọc để mà mình có thể follow theo cái suy luận của cái tiểu thuyết đó. Và kiểu nhiều khi em cũng ghi chép này kia, kiểu để mà mình rèn luyện cái sự suy luận ý. Kiểu vậy. Tất nhiên là sai nhiều hơn đúng. Mình mà suy luận được ra thì chắc là giờ mình làm tiểu thuyết ra rồi. Nhưng mà nó cũng là một cái cách để mà em luyện cái tư duy của em. Còn có cách học nào nữa không? Em thường làm gì, những thói quen nào của em? Cách học thì em không dành quá nhiều thời gian cho việc học, nhưng mà cắt nhỏ ra từng khung một, và trong những khoảng gian đấy thì em sẽ kiểu tách biệt hoàn toàn với lại thế giới bên ngoài. Và em sẽ có khoảng 5 đến 10 phút giải lao giữa những cái khung khoảng 40-45 phút đấy. Và trong 5 đến 10 phút đấy là em vứt hết sách vở. Em thích học trong trạng thái là em tắt hết điện phòng đi và chỉ để cái đèn học. Thì em thấy là thực sự là tri thức và những cái kiến thức mình học từ trong sách vở và ở ngoài đã giúp em như thế nào, và nó quan trọng như thế nào đối với em để tạo nên em bây giờ? Quan trọng nhất là nó giúp em kiếm được tiền. Đấy là sự đúng thật. Tức là kiểu nó giúp em có được những cái công việc nhất định, nhưng mà em thích cái việc tìm hiểu một kiến thức nào đấy, đặt ra một câu hỏi và có người trả lời, và rồi mọi người sẽ cùng nhau thảo luận về những cái kiến thức đấy. Người Việt Nam thuộc chủng người nào? Cái gì? Máu đổ ra vàng. Và là Mongolian. 1538 là năm gì? Mậu Tý. Chính xác. Chính xác khỉ Mậu Tuất. Với một người mà có một cái lượng kiến thức rộng lớn như em nhé, và hầu như cái gì em cũng có thể tìm hiểu, nói chung là rất là giỏi. Mọi người nhìn vào em là thấy rất là giỏi. Và với cái người có lượng kiến thức lớn như em thì cách mà em nhìn nhận vấn đề và người khác như thế nào? Em nghĩ cái việc mà em thích tìm hiểu, mà đã tìm hiểu là em muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi các thứ, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là em nhìn nhận vấn đề, hay là nhiều khi là đánh giá người khác ấy. Khi mình gặp một người là kiểu mình sẽ bị để ý nhiều hơn ấy. Cách người ta nói chuyện, tức đặc biệt là cách người ta nói về một cái điều gì đấy mà người ta biết, là em có thể phần nào đấy em đoán được bạn là người như thế nào. Kiểu chỉ mong là bạn gái của em sẽ xem được video clip này và cảm giác Thực ra có một câu chuyện vui, đấy là cả em và bạn gái em đều không phải là gu của nhau từ đầu ấy. Có ba cái điều mà em không thích. Một, không thích yêu xa. Hai là không thích yêu người hơn tuổi. Và ba là mình cảm thấy là yêu người làm nghệ thuật thì nó sẽ khó để mà kiểu giữ được cái lửa ấy. Đấy. Và ngược lại thì bạn gái em cũng có một nguyên tắc là không thích con trai Bắc, tại vì sợ là người miền Bắc thì có hay đấy. Hai là không thích yêu bé tuổi hơn tại trẻ con quá. Và ba là không thích yêu người học giỏi tại sợ bị đù. Wow. Ba của nhau. Ba của nhau. Wow. Nhưng mà hợp nhau mà. Ai là người theo đuổi trước? Em. Tại sao không phải gu em mà em lại quyết định theo đuổi? Có một cái chi tiết đấy là bạn ấy là quán quân của đồ linh nhí 2008, và bạn ấy là thần tượng của em hồi đấy. Học hành gì các thứ là đến cuối tuần bỏ hết để vào đồ linh nhí xem các thứ. Thì em còn nhớ là em hồi đấy em tức là em kiểu idolize đến cái mức mà em nghĩ rằng sau này khi mà em có con ấy thì nếu là con trai em sẽ đặt tên là Hà Anh Tuấn, còn nếu như là con gái thì em sẽ đặt tên là Hà Anh Thư. Đấy, kiểu... năm đấy là em mấy tuổi? Năm đầu em nhí ấy? 8 tuổi. Oh my
người ta từ năm 8 tuổi. Wow!